Trung tâm điện tử Phạm Quyết Audio, thị trấn Vĩnh Trụ, Lý Nhân Hà Nam xin hân hoan chào đón tất cả các bác. Và hôm nay là một buổi chiều của ngày 23 tháng 3 năm 2024. Thì trước mặt các bác là một trong những cấu hình combo của hãng TG Alcotic, một trong những hãng lớn nhất sản xuất của Canada và sản xuất linh kiện âm thanh phải nói là rất là uy tín, cũng như là được rất nhiều các bác đã và đang sử dụng những dòng TG Alcotic hàng chính hãng. Và chế độ bảo hành thì luôn được là 1 năm cho các bác an tâm sử dụng, và cũng như là thể theo yêu cầu của bác Hữu Hưng ở Hải Dương thì bác cũng có gọi điện, bác bảo là bác muốn một cấu hình combo của TG Alcotic. Thì trước mặt các bác là một combo đúng theo yêu cầu của bác Hưng ở Hải Dương. Thì một combo đầy đủ với những dòng cao cấp các bác nhé. Đấy, dòng cao cấp với 5 dòng sản phẩm. Thì sản phẩm đầu tiên đó là một em đẩy 2 kênh với model DK2.10N, chạy 32 sò Toshiba, hàng nhập khẩu, nguồn xuyến và mạch thì là mạch NA, cực kỳ bền bỉ nhá. Sản phẩm thứ hai đó là một em vang số với model cao cấp DIK 8800. Dòng này thì nó cực kỳ tiện lợi cho các bác vì có đầy đủ những cái nút echo này, dề vợt bên ngoài này, mic và music nhạc to nhỏ, cho nên yêu cầu echo nhiều hay là dề vợt nhiều chỉnh lên cũng rất là dễ dàng sử dụng. Và trung tâm cắm phần mềm chỉnh trên máy sẵn sàng để các bác an tâm sử dụng, đưa ra chất âm cực kỳ ngọt ngào rồi. Với dòng này thì trồng hú nó thì miễn bàn các bác nhé, nó rất là hay và chạy bằng những con chip của Mỹ, cho nên các bác đưa ra những chất âm thì cũng rất là ngọt ngào, những lời mic cũng như là chất âm thì cũng rất là hay. Sản phẩm thứ ba đó là một đầu mic M12 PR của TG với hai tay mic màu én bạc, có tự ngắt khi các bác không sử dụng, và hai cần em ta đã bắt sóng thì rất là khỏe các bác nhé. Và sản phẩm thứ tư đó là một cặp loa thứ tư, thì với cặp loa HK12 sử dụng bằng bát 30 và chạy bằng chép kèn đấy, từ thì là 190 côn 76 các bác nhé. Và với sơn sần 4 lớp gỗ bạch dương thì phải nói là cực kỳ là đưa ra chất âm, tiếng bát đánh cực kỳ uy lực, chép đánh rất là nhuyễn và mềm. Dạ vâng, với cặp loa thì này đã được rất nhiều các bác đánh giá nó rất là hay. Sản phẩm cuối cùng, sản phẩm thứ 5 đó là một em súp bát 40 với mã là TG15. Và trước mặt các bác thì đó là một em siêu phẩm, phải nói kê ở trong phòng thì rất là đẹp bởi bề ngoài của nó phải nói là làm bằng vân gỗ bóng nhoáng và rất là đẹp đấy, xịn sò từng con ốc các bác nhá, xịn sò từng con ốc. Và với sử dụng bằng bát 40 thì gân bằng cao su đấy, đưa ra tiếng nó rất là chắc uy lực, đánh sâu đấy, tiếng bát đánh sâu cực kỳ uy lực luôn. Sử dụng những bản nhạc bolero trữ tình hay là những bản nhạc DJ, DJ mix thì cũng rất là hay. Đấy, cực kỳ cao cấp của combo của TG các bác nhé. Và bây giờ thì trung tâm xin phép sẽ lên nhạc. Đấy, lên nhạc. Thì trung tâm đang sử dụng bằng phần mềm và tăng nhạc lên để các bác nghe đánh giá chất âm nhé. Đấy, tăng nhạc lên này. Nhạc lên này. Thank you.
Dạ vâng, phải nói là quá là chi tiết và tí tách, rất hay các bác nhá. Và các bác nhớ đeo tai phone vào để thẩm âm sẽ nghe hay hơn, vì trung tâm đang quay bằng chỉ bằng một chiếc điện thoại thông thường. Và bây giờ thì trung tâm xin phép sẽ hát luôn một bản nhạc karaoke để các bác nghe đánh giá được chất âm với combo của TZ Acoustic. Chỉ có giá là 35.500.000 các bác nhá. Đã giá đã bao siêu toàn quốc. Theo yêu cầu của bác Hưng ở Hải Dương, với một trong cơ hội 35.500.000, tất cả hàng chính hãng của combo TZ Acoustic đã đưa ra những chất âm phải nói là rất chi tiết, hát thì rất ngọt ngào các bác nhé, rất chi tiết và ngọt ngào. Và các bác nào cũng muốn sở hữu với một trong cấu hình mà theo yêu cầu của bác Hưng, kể cả các bác nào trên mọi miền đất nước yêu cầu với tầm giá từ 15 triệu, hơn chục triệu, 15 triệu đổ ngược lên đấy, 60-70 triệu để các bác cũng yêu cầu, thì trung tâm sẽ test nhạc để các bác nghe đánh giá chất âm và tham khảo mua sắm. Và cuối cùng xin được cảm ơn các bác đã quan tâm và theo dõi. Các bác chưa đăng ký kênh hãy đăng ký kênh và gọi điện qua số Zalo 0325 0044 686. Và xin chào, hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo ạ.